kính chào toàn thể cộng đoàn dân chúa Rất vui được gặp lại cộng đoàn trong phần chia sẻ lời chúa của các ngày lễ Chúa Nhật và lễ trọng trên trang của giáo phận Cùng với toàn thể giáo hội chúng ta mừng đại lễ kính các thánh Trước khi đi vào suy niệm chúng ta cùng nghe đoạn bài đọc 1 trích trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tôi là Gioan đã nhìn thấy một thiên thần khác từ phía mặt trời mọc đi lên. Tay cầm ấn thiên chúa hằng sống và lớn tiếng kêu gọi bốn thiên thần được lệnh tàn phá đất và biển mà rằng Chớ có tàn phá đất, biển và cây cối trước khi ta đóng ấn trên trán những tôi tớ của thiên chúa chúng ta. Và tôi đã nghe biết số người được đóng ấn là 144.000 người thuộc mọi chi tộc Israel. Sau đó tôi đã nhìn thấy đoàn người đông đảo không thể đếm được. Họ, thủ, họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân tộc và mọi thứ tiếng. Họ đứng trước ngai vàng và trước mặt con chiên, mình mặc áo trắng tinh, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ lớn tiếng tung hô rằng, kính lạy thiên chúa chúng tôi, đấng ngự trên ngai vàng và con chiên. Rồi tất cả các thiên thần đến xung quanh ngai vàng và các trưởng lão cùng bốn con vật sấp mình xuống trước ngai mà thờ lạy Thiên Chúa rằng: Amen, chúc tụng vinh hiển khôn ngoan, cảm tạ, vinh dự, uy quyền và dũng lực cho Thiên Chúa chúng tôi muôn đời. Amen. Rồi một trong các trưởng lão lên tiếng hỏi rằng: Những người mặc áo trắng này là ai vậy? và họ từ đâu mà đến. Tôi đáp lại rằng: "Thưa ngài, hẳn ngài đã rõ và người bảo tôi rằng họ là những người từ đau khổ lớn lao mà đến, họ giặt áo và tẩy áo trắng trong máu con chiên." Kính thưa toàn thể cộng đoàn cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta mừng lễ các thánh nam nữ trên trời có lẽ cũng không còn quá xa lạ với anh chị em mỗi khi chúng ta nghe tới tên của các thánh. Và ngay trong giáo phận chúng ta cũng có các thánh được giáo hội tuyên phong lên bậc hiển thánh như thánh do Du Xe Nguyễn Duy Khang quê ở giáo sứ Trà Vi hay là thánh thuần, thánh dũng dưới đền thánh Đông Phú. Vậy thì đâu là con đường để dẫn những vị này trở thành thánh và liệu rằng chúng ta có thể trở nên thánh được hay không? Khi suy tư phần phục vụ lời Chúa hôm nay sẽ giúp cho chúng ta có thêm câu trả lời một cách rõ ràng. Cả ba bài đọc và bài đáp ca đều chỉ cho chúng ta những con đường nên thánh khác nhau. Trong cái phần suy niệm này, con muốn chọn một cái hình ảnh trong bài đọc 1 bài trích khách bài trí sách Khải Huyền để có thể cho chúng ta thấy một con đường nên thánh mà Chúa muốn cho mỗi người chúng ta và con nghĩ chúng ta trong khả năng của mình đều có thể thực hiện được và khi chúng ta cộng tác với ơn Chúa anh chị em cũng biết sẽ không có một định nghĩa duy nhất về con đường nên thánh Mỗi một vị thánh sẽ cho chúng ta một con đường khác nhau và đến lượt chúng ta là những người đi theo sau họ. Chúng ta được mời gọi học hỏi bắt chước và nên thánh trên con đường của mình chọn. Hình ảnh mà con muốn chọn đó là hình ảnh được tác giả sách Khải Huyền miêu tả về đoàn lũ đông đảo đang tiến bước về nhà cha trên trời. Và khi được hỏi đoàn lũ đông đảo này là ai, Thánh Gioan nói họ là những người từ đau khổ lớn lao mà đến. Họ giặt áo và tẩy áo trắng trong máu con chiền. Trước tiên bối cảnh hình ảnh mà Doan miêu tả đó là một đoàn lũ đông đảo đang tiến bước. Theo tác giả thì đông đến nỗi không thể đếm được và thuộc đủ mọi dân tộc, màu da, mọi thứ tiếng khi Doan sử dụng lại những từ ngữ để miêu tả đoàn dân này, nó gợi cho chúng ta một hình ảnh của một ngày đại hội các dân tộc từ khắp nơi đi về đền thánh trên trời. Ừ, ngay trong kiểu ước, nó cũng gợi lại cho chúng ta hình ảnh của tháp Ba Ben xưa, ừ, nơi đó mọi người vì kiêu ngạo đã phân tán chia rẽ, mỗi người một phương và nói các thứ tiếng khác nhau và đặc biệt là người không nói chuyện được với nhau nữa. Ngược lại, đoàn dân này đều đi và cùng hát một bài ca có nghĩa là họ nói được cùng một ngôn ngữ để chúc tụng Thiên Chúa. Cho nên khía cạnh đầu tiên mà con muốn nói khi suy tư về đoàn dân đông đảo này đó là họ nói cùng một thứ ngôn ngữ được với nhau. Và đó cũng là khía cạnh đầu tiên dành cho chúng ta khi chúng ta muốn nên thánh. Đó là chúng ta sẽ phải làm thế nào nói chuyện được với nhau, chia sẻ với nhau và cùng cầu nguyện với nhau. Điều này nó rất quan trọng dù anh chị em sống trong bậc vợ chồng, đời sống gia đình hay những người đang sống trong ơn gọi của đời sống thánh hiến. Muốn nên thánh thì chúng ta phải biết nói chuyện, chia sẻ được với nhau. Và khi nhìn lại đời sống của mỗi cá nhân, nhiều khi vì những lỗi lầm, vì nhiều khi vì những sự ghen tị, đố kỵ mà chúng ta không nói chuyện, không chia sẻ được với nhau. Đoàn dân đông đảo trong sách Khải Huyền đi về quê trời mà theo thánh Gioan, đó là đám đông đã từng lam lũ đau khổ mà tới. Có nghĩa rằng những người này họ đã trải qua những đau khổ thử thách, trải qua những cay đắng trong cuộc đời, nhưng tất cả đã giặt áo mình trong máu con chiên. Khi nói tới hình ảnh cái áo trong kinh thánh, đó là việc ám chỉ tới căn tính của một con người. Do đó những người này đã vất vả, đau khổ, lam lũ hay thậm chí họ có những sa ngã phạm tội, nhưng họ đã biết làm sạch cuộc đời của mình bằng việc giặt tấm áo đó ngang qua việc lãnh nhận các bi tích, ngang qua việc tham dự thánh lễ, ngang qua việc đón rước mình máu thánh chúa. Ừ, việc giặt sạch hay tẩy sạch bằng máu của con chiên theo bản văn dĩ nhiên là những người đã làm chứng cho Đức Kitô bằng cả cuộc đời của mình. Nhưng nó cũng có nghĩa là những người đã sám hối trở về với Thiên Chúa bằng cách tẩy rửa những sai phạm, những tội lỗi của mình bằng chính máu hay nói cách khác bằng cái chết của Đức Giêsu trên cây thập giá. Có lẽ đây là một trong những cái hình ảnh tuyệt đẹp chỉ cho chúng ta con đường nên thánh, đó là chúng ta biết giặt tấm áo đời mình trong máu của con chiên. Tẩy sạch cuộc đời của mình cho dù quá khứ của chúng ta có làm lũ đau khổ, có tội lỗi, nhưng biết buông bỏ và làm sạch nó bằng đức tin vào Đức Giêsu Kitô và thay đổi cuộc sống, thì khi đó chúng ta sẽ được tham dự vào đoàn áo trắng đó đi về quê trời. Giặt tấm áo của mình chắc chắn nó không dễ dàng. Phải, phải bỏ lại những cái mà mình đôi khi vướng vào quá lâu đã đè nặng trên đôi vai của mình và thậm chí những cái mình yêu thích nhưng ngược lại với giá, giá trị của tin mừng thì cũng phải giặt. Đặc biệt giặt tấm áo đời mình là mình biết rũ bỏ không chỉ gánh nặng cho mình mà còn cho những người khác, những người thân yêu xung quanh. Nếu trong đời sống gia đình, cộng đoàn, mỗi người biết giặt cái tấm áo nhơ bẩn của mình thì người bên cạnh họ sẽ không phải cắn răng chịu đựng những mùi khó chịu của chúng ta trong ngày mừng lễ các thánh là dịp để chúng ta nhìn lại con đường nên thánh của mình để chúng ta cùng coi mình đã đi được bao xa và đã giặt sạch được cái gì cho cái tấm áo của mình và con tin rằng với ơn Chúa giúp và lời chuyển cầu của các thánh bước đường trở về nhà Cha trên trời sẽ vơi bớt những khó khăn và nhiều niềm vui hơn và cái tấm áo của chúng ta nó cũng mang mùi thơm của các nhân đức và như vậy không chỉ chúng ta bình an hạnh phúc trên con đường chúng ta đi mà ngay cả những người bên cạnh cũng sẽ vui mừng và đi cùng với chúng ta xin chúa chúc lành và nâng đỡ để mỗi người chúng ta nhận ra được sứ điệp của chúa trong ngày lễ hôm nay amen